Ronaldo đứng trước cú poker chưa từng có trong lịch sử. Câu lạc bộ Al-Nassr đang đối diện với mùa giải trắng tay nhưng Cristiano Ronaldo lại có cơ hội lập cú poker chưa từng có trong lịch sử. Al-Nassr đã bị loại ở tứ kết AFC Champions League và gần như hết hy vọng tranh ngôi vô địch Saudi Pro League khi kém 12 điểm so với đội dẫn đầu Al-Hilal. Điều này khiến Al-Nassr đối diện với mùa giải hoàn toàn trắng tay dù họ đã chiêu mộ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic. Nhưng với bản thân Ronaldo, anh đang có cơ hội lập cú poker, ăn 4, chưa từng có trong lịch sử là trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu vua phá lưới ở 4 giải vô địch quốc gia khác nhau. Trước đó, Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử được vinh danh là vua phá lưới ở 3 trong 5 giải đấu lớn của châu Âu như vua phá lưới Premier League mùa giải 2007-2008, 31 bàn, vua phá lưới ở La Liga 3 mùa 2010-2011, 40 bàn, mùa 2013-2014, 31 bàn và mùa 2014-2015, 48 bàn. Sau đó là vua phá lưới Serie A mùa giải 2020-2021, 29 bàn. Giờ đây Ronaldo đang có cơ hội lớn để đoạt vua phá lưới ở Saudi Pro League. Cụ thể, cú hat-trick vào lưới Antai cuối tuần qua đã giúp Ronaldo có 33 bàn thắng và 11 đường kiến tạo sau 34 trận cho Al-Nassr mùa này trên mọi đấu trường. Riêng ở Saudi Pro League, Ronaldo đã có 26 bàn thắng, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn 4 bàn so với đối thủ xếp thứ 2 Aleksandar Mitrovic. Lợi thế cho Ronaldo càng lớn khi mới đây Mitrovic đã bị chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Điều này có thể giúp Ronaldo nới rộng khoảng cách so với đối thủ. Nếu kết thúc mùa giải với danh hiệu vua phá lưới ở Saudi Pro League, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt giày vàng ở 4 giải vô địch quốc gia khác nhau. Hiện tại cầu thủ có thể so với Ronaldo là Luis Suarez. Suarez là vua phá lưới ở giải vô địch Hà Lan Eredivisie mùa giải 2009-2010, ở Premier League mùa giải 2013-2014 và ở La Liga mùa giải 2015-2016. Ngôi sao Uruguay đang có phong độ tốt với những bàn thắng liên tiếp ở MLS và hoàn toàn có thể đoạt danh hiệu vua phá lưới. Nếu làm được điều đó, Suarez cũng sẽ có cú poker vô tiền khoáng hậu.